nhóm thứ năm ạ. Vậy chi tiêu của chúng mình chủ là đi chỉ hào là mà bình an là đây chủ đây ạ. An an trang sơ chiêm hồ chưa y chưa y y yu sơ huy chư an khảo yu ới thái chủy tờ chủy chua rằng chủ quỷ hàng nghề quản lý bộ bộ mệnh tờ cơ ti chẳng sư cơ yên quản lý chư sử leo vị trí dễ xin ru ý luân tờ chuyển qua có liên quan đến câu hỏi của cô liên quan đến chu chu ở đấy chỉ có cần lắp camera trên ô tô mà đúng không? Thì em bảo là có vì việc lắp camera là một biện pháp dựa trên cân nhắc về an toàn của trật tự xã hội. Hóa ra là thế. Phía sau thì cần đọc làm gì? Hả? Thì đọc giống như sách rồi ạ. Mình phải chọn ra chứ. Rơi vào vòng xoáy dư luận tức là gây ra một cái cuộc tranh cãi rất lớn trong người dân thì mới rơi vào vòng xoáy dư luận. Em đã khẳng định là có cần rồi thì cần gì phải nói về cái phía sau. Rang sầm sầm thì bỏ đi chứ. Đọc thì mình phải chọn đọc thông tin chứ. Sao lại nhóm hết vào? Dạ vâng ạ. Rồi. Có nguyên nhân khác nữa không hả các bạn? Ta sùa. Bì yào an trang. Tí ý chú sử quay lỡ sơ quay trừ an khảo lị. Thế thì ạ. Nguyên nhân nữa ạ. Có nhóm nào bổ sung không? Nhớ bổ sung mà. Nhóm 3. Ừ, đi san chủ. Chính chí sầu xua à. Chú ý tôi chinh phan ịn sư tờ chúng chúng tan yêu. Ở chơ xe ti truy tờ mín trung biểu xiên chu tuê cơ rấn ịn sư chuyến tờ chí ta quan chu. Ịn sư chuyến chí ta quan chu. Hiểu câu, em hiểu câu đấy là gì ạ? Do những lo ngại về xâm phạm quyền riêng tư. Thế thì lắp đặt camera lo ngại về riêng tư thì cần lắp làm gì? Đúng không? Nếu em lo ngại thì em lắp làm gì? Bạn em là có cần, bên em là có cần thiết hay không đấy ạ? Cần thiết. Rồi, cần thiết ở cái câu cuối cùng. Xem cho cô cái câu cuối cùng của cái đoạn đấy. Ủa mà tờ, tiêu chủ. À, đợi một chút. Tiêu chủ tầng ý khỏe. Cô giải thích các bạn đi san chủ một chút xíu ạ. Các bạn ấy bảo là cần lắp đặt camera ở trên cái xe taxi. Mà cái câu của các bạn là câu cuối cùng của đoạn số 1. Chú ý tuy chiến phản ý sư đã trúng trùng tan nhiệm. Có nhiều lo ngại khác nhau về việc xâm phạm quyền riêng tư. Cho nên, các người dân ở các khu vực này tức là khu vực của Trùng Khánh, Vũ Hán, Nam Sương, v.v. Biểu xen chu tùy ý cơ đơn ý sư chuyến đợi trí tà tan yêu. Biểu hiện vô cùng là quan tâm tới cái quyền riêng tư của mỗi người. Cái này, nếu ý của họ là nếu mà lắp đặt camera ở trên taxi ấy thì họ rất lo ngại về quyền riêng tư của mình sẽ bị xâm phạm. Ý đó, nếu mà em nói ý đó thì nó là phần là phản tuệ an trang chứ. Tuệ. Đúng không? Có liên quan gì đến đâu. Bạn đọc lại ý nhá. Ý này của nhóm số 5 là tỷ yếu an trang, cần thiết phải lắp đặt. Thứ nhất là các bạn bảo do trị an rồi, trị an xã hội rồi. Còn nguyên nhân nào khác nữa không các bạn? Nhóm số 2, tiếp theo là chủ, chính số ấy chắc. Ờ, hãy có sơ xiên thấu. 确实是保护司机的作用，我们觉得还有保护客户的作用啊。对，他们说起着保护司机和客户的作用，特别是发生刑事案件后， đặc biệt là trong cái tình huống mà xảy ra các án hình sự, sự bảo hộ sư chi hứa thống cơ tờ y trị là căn cứ để bảo vệ cho tài xế và hành khách. Đúng mà. Rồi, thì yếu bì yào an trang giám khung tờ sơ xiang thấu. Tôi đồng ý nì mân tờ ý kiến. Thứ hai cái vấn đề, chính đi ý chủ, chính xuất xuất nì mân chủ tờ ý kiến. Em thưa cô.
Cô, em bọn em xin phép cô là cho em Hương với cả bạn Tuyết được nghỉ sớm để bọn em đi test COVID ạ. Ừ, tại bọn em ở chung phòng vừa tiếp xúc với F0 ạ. Hảo, hy vọng nì mân phú sự bình an. Tiếp xúc. Hùng Xin, Chiêu Xuyên, Chinh Hờ, Yu Mấy, nào, nì mân chủ, xin thí chú nì mân tờ ý kiến. Đi ơ cơ vân thí. Ở bên kia gì hàng cho em tắm bên kia ạ? Ta số giao chữa trị trên trên khúc. Nhi de yisi jiu shi wo men zi ji jian kong zi ji jiu xing le, wu yong she xiang tou jian kong zi ji, wo men dui ba? Dui. Mm. Hao. Qi ta de zu you bie de yi jian ma? Ta men shuo bu bi yao, bu yong de. 第二、第三、第四、第五组有别的意见吗？都一样，都不用吗？学校里面可以，不只是大学好吗？也有小学呀、啊，也有中学呀、啊，还有幼儿园呢、啊。比如，南硕幼儿园。嗯，肯定要要要呢。要安装摄像头啊！啊，对，很多父母担心我的孩子太小了，在学校会被老师打呀，会被其他同学打，所以他说学校安装摄像头，让他们放心工作，然后一有时间就看看小我的孩子在做什么，做什么呢？他们对我的孩子怎么样怎么样？有的学校他说必须安装摄像头。可能你们大学生说不必要了，对吧？但是有的人还说，在学校安装摄像头也有好处啊，让学生自己什么自律自己的行为，比如在学校不要热吻什么什么的，对吧？这样也好，也有好处。或者考试的时候作弊啊，三论题格，那安装摄像头也有好处。等等，这是我的意见，也有必要的。继续，第三个问题，请第三组。忘了我们组的号码了吗？第三组。向兰、阮梅、静莹、向茶，在，好，监控探头对人们的行为有什么作用？保护财产，保护财产，保护人们的安全。仔细读问题，人们的行为懂吗？懂啊。给你来。Hành vi, đang nói đến hành vi cơ mà, liên quan đến bảo hộ cái gì mà, cái gì trái đấy. Bảo vệ cái gì đấy? Ồ. Ừ.
好了吧，下次我会再给你们提出问题，回家再想想好吗？那现在我们到讨论题，说一说在公众场所应不应该安装摄像头，请同意的第四组对吧，第三组，对不起，第三组同意的